màu nào tấp nập như những nơi khác, nhưng hết sức hấp dẫn bởi vẻ đẹp lãng mạn, nguyên sinh, bình yên và thơ mộng. Đến biển Quỳnh, du khách sẽ có dịp khám phá hang núi Rồng, một trong những điểm du lịch hấp dẫn trong hệ thống du lịch biển Quỳnh. Và nhà hàng Hoàng Hải sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời mỗi khi quý khách lựa chọn biển Quỳnh là nơi dừng chân nghỉ dưỡng. Nhà hàng Hoàng Hải nằm ngay sát bờ biển Quỳnh Nghĩa, phía đông nhìn thẳng ra biển, phía tây là dãy núi Rồng nổi tiếng. Nhà hàng có địa chỉ tại xóm 3, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đến với nhà hàng Hoàng Hải, quý khách sẽ được thưởng thức những món đặc sản biển tươi ngon, từ bình dân đến cao cấp như cua đá biển, cá mú, tôm sú, ngao biển, mực nhảy, cá trích nướng và rất nhiều món hải sản khác nữa. Nhà hàng cam kết tất cả các món ăn đều được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, an toàn, vệ sinh và giá cả hoàn toàn hợp lý. Sự phục vụ chu đáo chân tình của nhà hàng sẽ làm hài lòng quý khách. Sẽ là những cảm xúc tuyệt vời của bạn và gia đình khi đến với nhà hàng Hoàng Hải, vừa thưởng thức đặc sản biển, vừa được nghe tiếng sóng rì rào, ngắm nhìn khung cảnh biển yên bình, cảnh núi Rồng và biển giao hòa. Ngắm bình minh trên biển và những chiếc thuyền đánh cá trở về sẽ xua tan mọi ưu phiền của cuộc sống thường ngày. Quý khách còn có trải nghiệm tuyệt vời bằng cano khi đi thăm hang núi Rồng và Mõng Châu. Ngoài dịch vụ ăn uống, nhà hàng còn phục vụ cả dịch vụ tắm biển, phao, áo tắm, nước ngọt, vân vân cho thực khách. Để kích cầu sau đại dịch Covid, nhà hàng áp dụng chương trình giảm giá 10% tất cả các dịch vụ trong suốt mùa du lịch. Nhà hàng Hoàng Hải rất hân hạnh được phục vụ và cảm ơn sự lựa chọn của quý khách. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ thanh bình, vui vẻ.